150 nhân 1 ký 2. Cắt bấy 1 cái. Ờ, có mua được, mua mua không mà nói lại cho nó lại cái không có bán nữa em. Bên bà. Bên tàu nó. Tao bán mấy cái tao có bán nữa. Im lại. Được á, bán được á. Bán cho bà. Nói giỡn đi, cô có hàng cho người ta còn đi đám cưới wow. Hết đâu. Đây này, ui con này cũng ngon này. Con này ăn trong ui bay luôn à. Một cây xăm nhưng mà con này cũng ngon. Wow. Con này dở đó. Đúng rồi. Một mà xăm nhí cờ đi này sao có đoàn dở được, chủ yếu tiên à. Đúng không? Cả tiên mà ăn được mà con. Ừ, mua món đâu anh? Bà lít. Ừ. Một nhà nhau sáng cái thùng xốp bỏ vô đi giờ Gia Lai người ta đi Sài Gòn người ta đi Hà Nội người ta đi không được đâu có được á đúng rồi một tiệc ơi như em nghe nhau nha mặc đi y bài hấp lên y bài đến ơi mà bà chị tên gì vậy y bài á tôi cái túi chết tiêu cả hủ đó cô bán hết rồi còn mua nữa không còn mua nữa cũng dẫn tôi chụp hết mua nữa có bài 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 lấy cho bà chạy đi con tàu bài con như cô bán cho người ta rồi con đó. Người ta dặn đám cưới con làm cây thao đi bài bài con con đó mà gặp nhị này lôi hiền con đi đi luôn hai chứ mà hai này đi mày mặc đi giàu lắm mua cho đám cưới đâu có bán mày mua cho đám ấy đồng một đi lên đây tù quá đang ở con mực lén con nó bán cho ông mai rồi lấy tiền mua đi kia giờ kho ngon lắm á kìa mua đi giờ kho ngon lắm á mua cho bà ngoại dạ bà đâu mà anh Rưng kia nhiêu không không qua đồng cái này mua giờ khó ngon lắm á chị sao chiên nổi bài luôn á từ không à cái nọc qua chị thôi quậy đi à, lấy ngoài lấy hơn á mua hết luôn đi cho bà tàu bà ý là bà ngoại cân hết cái chỗ này. Bà mua lồi lồi nục xuống đấy, lồi đấy hoài à. Cái nhái à nè. Cái này làm gỏi ngon lắm á. Dạ. Đây, 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 có một... dạ thôi thôi lấy một loại thôi bà ơi lấy một loại thôi tôi đi cái nhái á cái gì cái nhái anh cái nhái à bắp khối à bắp khối đây giờ bắp khối này to mà sesame khối sesame ấy đồng hồ bắp khối chạy đấy là bao nhiêu đấy bà tổng cô đã bao nhiêu đó hai ba chục là con đi nè để cho cái bi này cho chị 20 nữa đi nè lỡ có gì sai ý là đưa cho 20 cho cái bi để đưa cho bà luôn người ta đem bi theo à lấy bi về mua gì nữa đừng thôi cái đấy giờ chiên anh nhưng anh không biết làm sao mới giờ chiên anh chiên hoặc là nấu bên chua chiên á chiên rồi sống á chiên nè chiên đâu rồi mua bột đây nè
30.000 con cá vừa rồi hả? Con nhân gửi tiền. Cái này là chiên đâu? Để nháy. Đó mới mua. Đúng đâu, anh chưa biết. Tàu bán không? Tùy bài. Từ từ nhé. Mật tư ạ. Mật nhung ký. 18. Mấy bà giờ bán đứt quá. Mới này bán 200 ngàn. Cô mới mới nãy anh cô trả cái bằng mực 300 mấy ngàn kìa. Mấy bố đi tìm biển nó xuống nó mua 300 rưỡi ký. Nè. Cô trả mới có 32 à. Nó mua lên thầu đường nó mua cho đâu. Ờ, nó không biết đi. Lấy em cái chỗ đây đi. Anh tìm 8 hết á. Ở tìm 8 á. Cả đồ luôn á. Không, kia con cô lợm á. Kia đây tao lợm. Kia bà lợm á. Lợm dưới đất mấy bà đó. Là cái chỗ đó là cái chỗ đó đi tìm 8. Con khác à. 180 một ký hả? Ờ, thì cho đưa lâu tôi mua nghìn. Kìa. Mấy bà bán bây giờ mở chứ, bây giờ hết không có bi à. Cái dây đổ vô đây. Căng lên chưa, căng lên chưa. Căng rồi. Một ký anh. Đúng một ký luôn anh. Ba đổ vô đó đi. Mua có 1.000 lâu lại đi tìm kiếm. Từ bỏ lẫn cá được không ha. Bớt bớt ra lụa ra. Đây bỏ đổ vô cái bì đó luôn. Đây từ. Giờ lên treo rồi còn một bỏ cục đá chứ. Rồi. Cho ta 10.000 luôn chứ đâu. Là sao? Ý là cho 10.000 luôn là 200. Cô bệnh sao? 180 rồi 190 rồi 200 là sao? Tôi giỡn thôi, nó giỡn cho anh. Rồi là 100. Ý là 180 không lên 190 rồi 200. 180 là cô mua, cô bán là 10.000. Thế là cho 30.000 luôn. Cho 10.000 người ta thôi. Cho cô bình thẳng nói nhìn. Dạ. Để bà. Bà vô mà đưa ông nào chút nữa ngoài kia mua một cái thùng xốp. Em đem một cái thùng xốp. Bà mua cái gì nữa không? Chạy. Ủa sao đây ở đây toàn các cá độc không nhỉ? Lên trên kia nữa. Trên kia ghi sớm có cái khác đó. Đi đi. Đi. Tôm. Thì cái gió vậy? Có cái bi không? Chừng nào vô à? Còn mấy chục phút nữa. Ủa, wow. Thâu ạ. À. Nửa tiếng nữa chứ không nào đi không? Cái cháu nấu. Cho nó xì cái chân nè. Ồ, này nhỏ quá. Chị ăn vô rồi chị bị nhớ. Giỡn không? Ủa, cái độc cái sao vậy? Sao toàn cái không vậy? Có bữa chị à, có bữa đánh bếp. Dân rồi đi, có bữa. Vô luôn cá nào là lên luôn cái đó chứ. Dạ đúng không? Tôi đâu phải cái nọc mua gì. Vô im mà đánh bích đúng luôn kia hết đó chưa? Có nguồn cá voi nữa đây. Mua cái gì đấy? Loại này loại khác à? 66 ngàn hết. À. Có một nguồn cá 66 ngàn. Có 20 ngàn ký à? Loại cá đấy loại khác à? Mình nhìn mình chả phân biệt được con nào con cá ấy. Gì gì ăn? Cái đó là cái gì? Cái ngọc á. Mực nữa à? Đó, mực nhiếc. Mực xuông khác. À, có mua. Đây là mình mua tiếp à? Mình mua tiếp à? Dạ. Mua về mang ra chợ Thường Hồ bán hả? Dạ, ra chợ Thường Hồ bán lại. Cái đi mua ít câu. Cái đi ngồi ấy á. Không bao giờ, không bao giờ công nhân nhạc nhiều lắm. Ồ, vậy mua giờ cho Noel. Vô. Vậy mua cho mua thêm giờ cho anh. Em mua đủ loại cho nó đỡ ngán. Mua vô. Vậy mà ở trận công nhân là trận mà thấy kia đi anh ngon lắm anh à. Dạ. Ngon lên phòng kia không? Kia đi. Dạ lai. Dạ lai lộng. Dạ. Thôi thôi chạy xong xong đi. Đi lên đi. Là đây không phải chờ khi ông ăn đi. Anh đừng có cái bi phải không?
Mai à, Mai à. Mai à. Thiếu ăn là phụ rinh luôn, tây cho được. Không sao đâu, anh chưa được. Đi lên đây thử coi cái gì nữa không?